Ukraine đến bây giờ đã diễn ra được hơn 3 tháng. Thời gian đầu chúng ta thấy là các nước phương Tây rất hào hứng trong việc lên án Nga và ủng hộ Ukraine. Nhưng khi cuộc chiến này càng kéo dài thì sự quan tâm của phương Tây ngày càng giảm nhiệt. Tốc độ gửi vũ khí viện trợ thì ngày một chậm lại và số lượng cũng ít đi. Giờ đây ngoài Mỹ ra thì không còn ông nào muốn cuộc chiến này tiếp tục kéo dài nữa. Lợi ích quốc gia của chính họ đang bị ảnh hưởng, lạm phát thì ngày một leo thang. Phía Ukraine dĩ nhiên không hài lòng với thái độ này của các nước phương Tây. Gần đây, các nhà lãnh đạo và đại diện ngoại giao của Ukraine liên tục lên tiếng chỉ trích cả EU và NATO về thái độ thờ ơ của họ. Đầu tiên là Tổng thống Zelensky. Ông cho rằng phương Tây thiếu đoàn kết trong mức độ ủng hộ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga. Ông phát biểu rằng sự đoàn kết được thể hiện bằng vũ khí. Câu hỏi của tôi là sự đoàn kết này có được hiện thực hóa không? Tôi không thấy điều đó. Chúng ta chỉ có lợi thế to lớn trước Nga nếu chúng ta thực sự đoàn kết. Ukraine muốn phương Tây hỗ trợ nhiều hơn, trong đó có khả năng NATO kết nạp quốc gia này làm thành viên và thiết lập vùng cấm bay. Kiev cũng yêu cầu được chuyển giao các khí tài hạng nặng như tiêm kích nhưng không được phương Tây đáp ứng. Ông Zelensky cho biết Ukraine rất biết ơn sự hỗ trợ từ Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhưng các nước châu Âu đang dần bớt quyết tâm trong vấn đề này. Đồng thời, ông Zelensky cũng nêu đích danh nước láng giềng Hungary, quốc gia phản đối lệnh cấm dầu Nga do Liên minh châu Âu đề xuất. Ông cho rằng Hungary không đoàn kết như phần còn lại của EU. Ông cũng chỉ ra sự thiếu đồng thuận trong nỗ lực gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không ủng hộ. Có thể thấy là Tổng thống Zelensky đang khá là dỗi vì Ukraine không còn được chú ý và quan tâm nữa. Tương tự như một vở diễn không còn khán giả nào đứng lại xem tiếp vậy. Đó là thời điểm mà ta biết là show đã nên hạ màn được rồi. Chuyện các nước gửi viện trợ vũ khí chậm cũng tương tự như vậy. Ukraine đặc biệt khó chịu với thái độ gửi vũ khí chậm chạp của Đức. Mới đây, đại sứ Ukraine tại Đức Andrei Menik đã đăng đàn trên Twitter một bài viết để chỉ trích Đức thiếu tình với hình ảnh một con ốc sên đang vác trên mình một viên đạn với ngụ ý cà khịa cực mạnh vì anh cả của châu Âu. Nội dung mà ông Menik đăng tải trên tài khoản Twitter của mình như sau. Vũ khí Đức cho Ukraine đang trên đường đến, thông tin được gửi từ một thành viên của chính phủ Kiev. Nga không giành được chiến thắng trong cuộc chiến. Bài đăng của đại sứ Menik được đưa ra một tuần sau khi Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố sẽ chuyển giao 15 hệ thống pháo phòng không Gepard từ năm 1960 cho Ukraine vào tháng 7, cùng với 59.000 viên đạn và huấn luyện cách vận hành cho phía Ukraine. Đức cũng đã gửi tên lửa chống tăng vác vai và được cho là đã chuyển giao 7 pháo tự hành cho Ukraine. Tuy nhiên, một thỏa thuận trước đó để cung cấp 50 xe tăng Leopard 1 cho Kiev chưa được thực hiện do thiếu đạn dược và phụ tùng cho các phương tiện từ thời chiến tranh lạnh. Vị đại sứ Ukraine đã rất nhiều lần bày tỏ ý kiến cho rằng thứ ông và Ukraine đang cần là vũ khí hạng nặng, chứ không phải là những thứ cổ lỗ sĩ. Trước đó, ông cũng tỏ ra rất dũng cảm khi luôn cà khịa mỗi phát ngôn, mỗi việc làm của Đức liên quan đến vấn đề xung đột. Ông nhận định là chính phủ Đức rất giỏi biện minh và đưa ra những lý do vô lý cho việc không hành động. Đại sứ Melnick thậm chí đã sử dụng những ngôn từ phi ngoại giao. Hồi tháng 4, Kiev nói với Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier rằng ông không được hoan nghênh đến thăm Ukraine do mối quan hệ nồng ấm trong quá khứ với Moscow. Thủ tướng Đức Scholz lập tức đáp trả, không thể chấp nhận được khi nói với Tổng thống của một quốc gia cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự, tài chính rằng ông ấy không được hoan nghênh đến thăm. Thay vì xoa dịu căng thẳng, đại sứ Melnick cũng đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Scholz. Vào đầu tháng 5, nhà ngoại giao Ukraine nói rằng Thủ tướng Đức không phải là chính khách và sau đó từ chối xin lỗi. Một số nghị sĩ Đức sau đó không chịu được thái độ quá bố đời của các ông đại sứ nên đã lên tiếng kêu gọi trục xuất nhà ngoại giao này. Với bề dày thành tích đã từng nhiều lần xúc phạm đất nước mà ông đang làm việc thì có thể thấy là ông Melnick giờ đây đã chả ngán bố con nhà nào cả. Ông ấy thích là ông ấy chửi hết. Thế giới hiếm thấy một nhà ngoại giao nào có tầm như ông. Với kinh nghiệm làm ngoại giao dày dặn của mình, hy vọng là ông sớm bị Đức trục xuất về nước để có thể tiếp tục đóng góp trực tiếp cho nền ngoại giao Ukraine. Lúc đó thì ông sẽ có cơ hội chửi cả EU và NATO, chứ không riêng gì Đức. Câu chuyện Ukraine khó chịu với thái độ của phương Tây chưa dừng lại ở đây. Mới đây thôi, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba còn lên tiếng tố luôn NATO là đạo đức giả trước truyền thông. Ông Kuleba cho biết NATO đã không làm gì kể từ đầu cuộc xung đột. Đây là một bài kiểm tra và khi hạ mặt nạ, tất cả chúng ta đều nhìn thấy những bộ mặt thật. Những gì chúng ta thấy đó là một quyết định mang tính cách mạng, mang tính đột phá do Liên minh châu Âu đưa ra mà ngay cả chính họ cũng không ngờ tới. Và chúng tôi coi NATO như một liên minh, như một thể chế, đứng ngoài lề và không làm gì cả. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba cũng phàn nàn rằng không giống như Ukraine, đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển lại được xét duyệt rất nhanh. Bởi vậy ông mỉa mai rằng có yếu tố đạo đức giả ở đây, nhưng ông hiểu điều đó vì cuộc sống là như vậy. Bên cạnh đó, ông Kuleba cũng không quên kêu gọi phương Tây gia tăng trừng phạt Nga và đồng thời hối thúc Washington và các đồng minh gửi thêm vũ khí, bao gồm nhiều hệ thống tên lửa phóng cũng như là hỗ trợ kinh tế nhiều hơn cho Kiev.
Ông còn dăn thêm một câu cuối rằng chừng nào EU vẫn tiếp tục mua dầu và khí đốt của Nga thì hầu bao của Tổng thống Vladimir Putin vẫn sẽ đầy. Không chỉ dừng lại ở việc chửi, phía Ukraine còn lên tiếng đe dọa sẽ hành động với những nước đang có thái độ ủng hộ Nga. Phát biểu ngày 26 tháng 5, Cố vấn Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Lana Jurkan chỉ trích chính sách của chính phủ Hungary khi nước này liên tục chặn vòng trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga. Theo ý kiến của bà Jurkan, Hungary đang lạm dụng các cuộc tấn công quân sự của Nga như một công cụ để đạt được các mục tiêu của riêng mình. Theo bà, Ukraine có đòn bẩy gây áp lực trong tay, đó là đường ống dẫn dầu Druba, một đường ống đi qua địa phận Ukraine. Vậy nên bà cảnh báo, một điều gì đó có thể xảy ra với phần cơ sở hạ tầng này. Bà nhấn mạnh, theo tôi sẽ là rất hợp lý nếu có điều gì đó xảy ra với đường ống dẫn này. Nhưng tôi nhắc lại, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về chính phủ và Tổng thống. Họ sẽ quyết định về việc chúng ta có thực sự muốn đối thoại với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hay không. Đường ống Druba không chỉ dẫn dầu tới Hungary, mà còn tới các quốc gia khác như Belarus, Ba Lan, Slovakia, Cộng hòa Séc và Đức. Lời đe dọa này từ phía Ukraine có vẻ đang ngầm thách thức các nước EU. Nếu Ukraine thực sự muốn làm điều gì đó ngu ngốc với đoạn đường ống này, thì bố Mỹ cũng không gánh nổi họ. Sau đó, khi bà cố vấn nhận ra mình phát ngôn hơi thiếu iốt, thì bà đã phải đăng đàn trên Facebook thừa nhận rằng ý kiến của bà đã gây ra một vụ bê bối ngoại giao. Để làm dịu tình hình, bà nhấn mạnh, quan điểm chính thức của Bộ Năng lượng Ukraine về vấn đề này là không thay đổi. Ukraine là nhà vận chuyển đáng tin cậy của các hãng năng lượng đến châu Âu. Dẫu sao chúng ta cũng nên thông cảm cho các nhà ngoại giao Ukraine, bởi vì là việc không còn được chú ý nữa đang khiến cho họ không làm chủ được nói. Nhìn sự chia phe của NATO hiện tại là ta có thể hiểu được phần nào vì sao Ukraine tức giận. Thoạt nhìn có vẻ như NATO hiện đang tập trung vào cuộc xung đột Ukraine, tuy nhiên trong liên minh có một số nhóm có ý kiến trái ngược nhau về những gì đang xảy ra. Tờ báo The Telegraph cũng chỉ ra những phân tích của các chính trị gia. NATO đang phân chia thành 4 phe. Phe đầu tiên được gọi là chính nghĩa. Nước này do Anh đứng đầu vì chính nước này đã nhìn thấy trước sự xâm lược của Nga và cung cấp hỗ trợ kịp thời cho Ukraine. Phe thứ hai do Đức đứng đầu và những người châu Âu bị tổn hại bởi các thỏa thuận gần đây của họ với Liên bang Nga thuộc về phe này. Phe thứ ba là phe thiên đường và đặt Pháp ở vị trí dẫn đầu. Phe này tin rằng nếu duy trì quan hệ cởi mở với Tổng thống Putin thì bằng cách nào đó có thể giải quyết xung đột. Giới quan sát gọi Washington là phe thứ tư, cụ thể là những thế lực cố tình kéo dài xung đột, tìm kiếm sự thay đổi quyền lực ở Liên bang Nga. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương không quá đoàn kết như vẻ bề ngoài và cũng có thể hiểu cho sự nóng tính hiện tại.